chào quý vị. Chúc quý vị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay thứ bảy, ngày 10 tháng 9 có một số nội dung chính sau đây. Nỗi khổ của cô và trò có một điểm trường mẫu giáo đã 13 năm không có nhà vệ sinh. Phần tin trong nước, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép thí điểm hoạt động chở khách du lịch bằng xe điện 4 bánh trên một số tuyến phố du lịch. Trên thế giới, Nga và Mỹ nhất trí kế hoạch ngừng bắn mới tại Syria. Thưa quý vị, để thúc đẩy việc phát triển vùng rau chất lượng cao, lãnh đạo huyện ủy Cần Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Phước Dân và hội đồng quản trị hợp tác xã Phước Hòa, xã Phước Dân, huyện Cần Đức tìm hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, bằng biện pháp triển khai chương trình trồng rau chất lượng cao phục vụ nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hợp tác xã Phước Hòa được thành lập từ năm 2006 với hoạt động chính là sản xuất tiêu thụ rau màu. Bước đầu hợp tác xã hoạt động có nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và nhất là Liên minh Hợp tác xã Long An trong việc đầu tư hệ thống máy ozone để sơ chế rau, hỗ trợ xã viên quy trình sản xuất rau màu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm. Hiện nay thì hợp tác xã đã có thị trường tiêu thụ ổn định, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, mua sắm thêm nhiều phương tiện hoạt động. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, hợp tác xã thu lãi gần 700 triệu đồng. Khó khăn của đơn vị hiện nay là nguồn vốn chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh nên khó mở rộng thị trường. Tại buổi làm việc, các ngành chức năng huyện đã có nhiều ý kiến trao đổi, hướng dẫn hợp tác xã tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh. Qua làm việc, Bí thư huyện ủy Cần Đức Nguyễn Chí Cường đề nghị ngành liên quan của huyện phối hợp với xã Phước Dân và hội đồng quản trị hợp tác xã Phước Hòa tổ chức quy hoạch vùng trồng rau chất lượng cao, có kế hoạch đầu tư hệ thống điện nước phục vụ sản xuất, trạm bảo trì thực vật tập trung hỗ trợ kỹ thuật, triển khai các điểm trình diễn mô hình trồng rau an toàn, hỗ trợ cho hợp tác xã tổ chức hội thảo, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tạo sự đột phá cho vùng trồng rau màu chủ lực của huyện. Huyện Cần Chuột hiện có hơn 460.000 con gia cầm, 5.800 con gia súc đang được nuôi trong các trang trại, các hộ gia đình. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển đàn vật nuôi, lượng chất thải từ chăn nuôi cũng rất lớn. Vì vậy, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi được các cấp, các ngành và nhân dân huyện quan tâm. Tại xã Phước Lâm, những năm qua, chăn nuôi gia súc gia cầm khá phát triển. Để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, địa phương tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Phước Lâm thì ngoài cái trồng trọt thì có chăn nuôi gia cầm, gia súc, thì chủ yếu là chăn nuôi gà là chính. Thì chỗ hội nông dân cũng phối hợp với lại trạm khuyến nông để tập huấn các lớp tập huấn về cái chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Thì trên địa bàn thì có hai tổ, ở tổ ấp Phương 1, Phương 2 và Phước Thuận Quốc Kế. Thì các thành viên trong tổ đều thực hiện đúng theo cái quy trình chăn nuôi, đảm bảo về cái vệ sinh môi trường. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các ngành chuyên môn huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, như chăn nuôi theo hướng việt ghép, vận động người dân sử dụng hầm khí biogas xử lý chất thải, áp dụng các mô hình chăn nuôi khép kín VAC. Hiện tại giờ tôi đang nuôi là 2.000 con gà thịt và 600 con gà lấy trứng. Và trong chăn nuôi thì tôi thường xuyên xịt sát trùng để bảo vệ môi trường và xài vi sinh để diệt khuẩn xung quanh chuồng trại. Cùng với công tác tuyên truyền, hoạt động cấp phép và thanh tra kiểm tra môi trường trong chăn nuôi cũng được thực hiện thường xuyên. Ngành chức năng huyện Cần Chuột tích cực kiểm tra các trang trại chăn nuôi, hướng dẫn chủ trang trại thực hiện cam kết nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời phối hợp các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động các cơ sở giết mổ trên địa bàn. Qua kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện đúng nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt như vận hành hệ thống xử lý nước thải, tăng cường vệ sinh các cơ sở giết mổ. Thưa quý vị và các bạn, điểm trường mầm non ở ấp 6 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức đã 13 năm nay không có phòng vệ sinh dành cho trẻ. Câu chuyện tưởng như đùa này lại quá ra có thật, và sự thật này đã kéo dài đến 13 năm. Phản ánh của các phóng viên thời sự từ huyện Bến Lức. Điểm trường ấp 6 xã Tân Bủ, huyện Bến Lức có diện tích chưa đầy 100 m², được đưa vào sử dụng cuối năm 2003. 13 năm qua, đã có rất nhiều thế hệ mầm non trải qua những tháng ngày ấu thơ ở phòng học này, và cũng có nghĩa là bấy nhiêu trẻ phải nếm trải nhiều tình huống khó đỡ mỗi khi có nhu cầu vệ sinh cá nhân. Hiện tại, hàng ngày, các bé phải đi nhờ phòng vệ sinh của nhà văn hóa ấp
sát vách lớp học. Thế nhưng, nhà vệ sinh này cũng rất sơ sài. Giải pháp được cô giáo đưa ra trong trường hợp cấp bách ấy là đi ké nhà vệ sinh của những hộ dân gần đó, hoặc bé nào có nhà gần trường thì cho về nhà giải quyết, sau đó tiếp tục quay lại lớp học. Không chỉ thiếu nhà vệ sinh, các điều kiện vật chất phục vụ lớp học cũng thiếu thốn rất nhiều. Theo cái vấn đề mà môi trường của ấp 6 hiện nay là nó có vấn đề còn thiếu thốn rất nhiều, chật hẹp. Phụ huynh học sinh thì không được là gửi hết vào trường để nó học. Trường hiện nay nó đang còn thiếu cái vấn đề là nhà vệ sinh, rồi là trong cái vấn đề mà nấu ăn thì là trên vấn đề đó là nó còn thiếu. Nên là bà con ở ấp 6 có đại diện cử ra để mà cho gia đình của tôi để phụ với các cô, và đồng thời thêm hai người nữa để là lo phụ cho các em học sinh hiện nay nó đang ăn. Thiếu thốn mọi bề nên việc tiếp nhận trẻ vào học cũng rất khó khăn. Hiện điểm trường này chỉ có thể đảm đương gần 30 trẻ, trong khi ở địa phương vẫn còn hơn 20 trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi không thể ra lớp. Để chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017, ban ấp cùng phụ huynh đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ được 5 quạt trần, một số bóng đèn. Riêng công trình nhà vệ sinh vẫn chưa thể xây dựng được. Một năm học mới nữa đã bắt đầu. Vì tương lai trẻ em chúng ta, mong rằng địa phương sẽ sớm đáp ứng được yêu cầu trước mắt, hết sức bức xúc của các cô giáo và các cháu hiện nay là có một cái nhà vệ sinh. Thưa quý vị, danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Bởi lẽ, khi những người thân của các mẹ phải hy sinh máu xương đem lại độc lập tự do cho Tổ quốc, thì nơi quê nhà, các mẹ phải nén đau thương để làm hậu phương vững chắc cho chồng con. Đất nước thống nhất, có mẹ còn sống, có mẹ đã về cõi vĩnh hằng. Nhưng tự trung, các mẹ mãi luôn là tấm gương sáng với những câu chuyện về cuộc đời, về sự hy sinh thầm lặng, để lại cho thế hệ sau những bài học quý giá trong cuộc sống. Mời quý vị cùng chia sẻ qua ghi nhận sau đây. Vào một ngày đầu tháng 9, chúng tôi đến thăm mẹ Lê Thị Lựu ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức. Hiện tại mẹ đang sống cùng gia đình người con trai là anh Nguyễn Thanh Bình trong căn nhà ấm áp có 3 thế hệ. Bằng nụ cười móm mém, mẹ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đầy tự hào về chồng, về con của mẹ. Trước đó, do cuộc sống gia đình rất giả, mẹ phải chịu đựng cảnh mưa bom bão đạn. Chồng mẹ là ông Nguyễn Văn Biển và người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Hữu lên đường tham gia kháng chiến. Anh Nguyễn Văn Hữu đóng quân tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bị thương nặng, sau đó hy sinh trong trận đánh đồn Chợ Đệm năm 1970 khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau khi anh mất, đến Mỹ biết chồng mẹ đang ở chiến trường và đang giữ chức vụ quyền đội trưởng huyện Bến Thủ lúc bấy giờ, nên ra sức chiêu dụ mẹ bằng nhiều hình thức. Má nó vô nó dụ kêu ổng về đi, bà ở chi mẹ con mà cực khổ vậy. Giờ mẹ mới nói là nếu mà nói ổng nghe mẹ đâu khổ, tự ổng đi ổng làm gì ổng làm, kệ ổng, chừng nào ổng về kệ mẹ con chịu cực khổ vậy. Cái nhà này của bà nội nè, để cho ông già bà già của mẹ ở. Ông già bà già chết hết mới tới là hai vợ chồng, rồi cái ông bỏ ông đi. Trái vào cái ông không ở nhà lá, rồi ông bỏ ông đi đó. Thì giờ cứ ngôi của bà nội mình thì cứ việc mình ở. Sau đó, để chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân năm 1975, trong một lần đi công tác vào tháng 11 năm 1973, ông Nguyễn Văn Biển cùng đồng đội về thăm nhà. Tuy nhiên, lần trở về này, ông hy sinh do bị lính Mỹ bắn khi chỉ còn cách nhà vài chục mét. Lôi ông già cứ ngõ cả với mẹ con ở nhà nè, già lá nó vô nó kêu cửa, cái đây đem súng đem đồ của ổng nó bành cho mình coi, nó giết ổng vào đó, vô lấy gọng bừa gọng chục chuyện biết, nó chối ổng khiên về ngõ Ba Tân Bủ á, và nó vô đây nó cho hay rồi. Lúc ổng chết thằng Bình có 10 tuổi à, còn hai đứa kia trời ơi, đứa có 2 tuổi đứa 1 tuổi à, là dẫn lên chảnh ngồi với chảnh với lo xin ổng chôn với chảnh. Từ ngày chồng con hy sinh, mẹ Lê Thị Lựu nén nỗi đau, cố gắng nuôi các con khôn lớn thành đạt.
Được biết mẹ chồng của mẹ Lê Thị Lựu cũng là mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tại mẹ còn 3 người con gái và 1 người con trai, hiện là Đại tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 7. Giờ đây ở cái tuổi 82, mẹ vẫn giữ thói quen hàng ngày nhai trầu, đương đệm cùng bà Nguyễn Thị Hương, người chị em bạn dâu ở cạnh nhà, cũng có chồng là liệt sĩ. Còn đây là mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nửa ở ấp 10 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức. Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng không muốn rảnh rang nên mẹ loay quay làm hết việc này đến việc khác để đỡ đần con cháu và cũng phần nào giúp nguôi ngoai nỗi nhớ chồng, nhớ con. Chồng mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Phấn, con mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Đấu. Cả hai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng ngày, mẹ ngồi trước nhà tước lá dừa để bó chổi. Cứ khoảng 3 ngày, mẹ làm xong một cây chổi, chủ yếu cho người thân sử dụng và bán lại cho xóm giềng. Tiền bán chổi, mẹ để dành mua trầu. Sau chiến tranh, mẹ tần tảo làm lụng nuôi 6 người con thơ. Giờ đây, các con của mẹ đều trưởng thành. Mẹ đang sống cùng gia đình người con trai thứ 6 là anh Nguyễn Văn Dũng. Anh Dũng hiện là chi hội trưởng chi hội nông dân ấp 10 xã Lương Hòa. Hơn 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, anh vẫn đau đớn nỗi nhớ về người cha, người anh đã hy sinh. Tới anh hai đó trời mới khóc dữ, mà tao nói thiệt thấy cũng như là thương ảnh mà nói thôi đừng có đi, mà anh cũng ráng đi cho được. Tới chừng nghe chết là thôi, khóc dữ lắm. Như cha chết mà không có được làm đám, mà không có gặp mặt gì hết đó. Nghe tin là khóc rồi xong hả, cũng như hả có ai tới là nén lại như là không khóc nữa. Để thôi sợ người ta biết. Tới hồi anh hai thì cũng vậy luôn. Có khách tới cái rồi cũng gạt nước mắt, dán nín không khóc nữa vậy đó. Tại vì ông nội cũng là liệt sĩ và cái mấy chú rồi ba. Để tới anh hai nữa thì cũng như nôi theo. Lâu lâu thì cũng có kể là cho mấy đứa con là nhắc đỡ cho nó nhớ vậy đó. Sau này cũng cho nó biết. Dù biết chiến tranh là khó tránh khỏi đau thương mất mát, thế nhưng những mất mát đau thương ấy chẳng những không thể quật ngã được bản chất kiên cường của các mẹ, mà còn quá thành sức mạnh, động lực để các mẹ tích cực lao động sản xuất, nuôi dạy con cháu, noi theo tấm gương của cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản, lấy tiền bảo kê xảy ra ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vào ngày 1 tháng 6 năm 2016, anh Danh đến công ty trách nhiệm hữu hạn Di Chu khu công nghiệp Đức Hòa 1 thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để thu mua phế liệu thì bị một thanh niên tự xưng tên Có điện thoại yêu cầu mỗi tháng phải đưa 10 triệu đồng tiền bảo kê. Nếu không đưa thì bị đạp xe và bỏ hàng xuống. Do anh Danh sợ ảnh hưởng đến việc mua bán và bị đạp xe nên đồng ý đưa tiền bảo kê cho Có. Sau đó, Có nhiều lần điện thoại cho Danh yêu cầu đưa tiền bảo kê. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 5 tháng 9 năm 2016, khi Danh đang đưa 10 triệu đồng cho Có thì bị công an huyện Đức Hòa ập vào bắt quả tang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Cơ, tự Có để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Đức Hòa thông báo còn ai là nạn nhân bị tên Có lấy tiền bảo kê, xin liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, số điện thoại 0723851279 để được xử lý. Mời quý vị theo dõi bản tin an ninh trật tự. Thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An ngày hôm nay cho biết, tại huyện Đức Huệ đã xảy ra một vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tang vật tạm giữ gồm một xe mô tô, một đối tượng đã bị bắt. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trong tỉnh đã lập biên bản xử lý 138 trường hợp vi phạm, phạt 178 triệu đồng, tước 14 giấy phép lái xe. Nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch tại thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép thí điểm hoạt động chở khách du lịch bằng xe điện 4 bánh trên một số tuyến phố du lịch. Theo đó, thành phố Đà Nẵng cho phép 4 doanh nghiệp được phép sử dụng hệ thống xe điện 4 bánh để phục vụ du khách tham quan trên một số tuyến đường như đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Thuận Phước, đường Lê Đức Thọ, đường Quang Sa, đường Chở Nguyên Giáp, đường Trường Sa, đường Phạm Văn Đồng, đường Chở Trang Kiệt, đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Trang Thoại, qua cầu Trần Thị Lý, đường Trần Thị Lý, đường 2 tháng 9, đoạn từ cổ Chiện Chàm đến nút Tô Chiết Nghệ Tỉnh.
Loại xe điện 4 bánh được đưa vào sử dụng phải được cơ quan đăng kiểm kiểm tra an toàn kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cấp phù hiệu hoạt động. Có mặt tại Đà Nẵng từ năm 2012 và hoạt động trên tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Trường Sa và Phạm Văn Đồng. Đến nay, xe điện 4 bánh được xem là loại phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, góp phần mang lại cho Đà Nẵng hình ảnh một thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp và thúc đẩy du lịch biển của thành phố phát triển. Thưa quý vị, đầu năm 2016 này, xã Ia Dơm thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai được công nhận là xã nông thôn mới và đây cũng là xã đầu tiên ở tuyến biên giới vùng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng về đích sớm nhất trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Có được thành công đó là nhờ sự đồng lòng nhất trí của toàn thể chính quyền, người dân và lực lượng biên phòng tại địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Gia Lai. Về xã Ia Dơm, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai trong những ngày này, có thể nhận thấy một sức sống mới đang ngày được phát huy mạnh mẽ với bao niềm tin và hy vọng. Sức sống đó được thể hiện qua phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát huy tiềm năng đất đai, lao động, tạo ra sản phẩm dồi dào và mang lại nguồn thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo. Không còn tình trạng bỏ đất hoang quá như trước đây, toàn xã hiện có gần 6.000 hectare đất canh tác và được đưa vào sản xuất. Không chỉ vậy, bà con còn biết chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ các loại cây trồng truyền thống có năng suất thấp và bấp bênh đã dần chuyển sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, có giá trị cao như cà phê, hồ tiêu hay là điều, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Giờ gia đình tôi năm nào cũng thu được gần tấn, đã có năng suất cao nên hiện nay gia đình tôi cũng được thoát nghèo. Ia Dơm không chỉ thay da đổi thịt ngành nông nghiệp, cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm cũng có những chuyển biến mạnh mẽ. Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn đã được mở rộng và nâng cấp bằng việc cứng hóa các trục đường liên thôn, liên xã và phần lớn đường nội đồng không còn cảnh bụi bặm về mùa khô và lầy lội vào mùa mưa. 100% số buôn làng trong xã đều có điện lưới quốc gia được kéo đến tận nơi và có hơn 98% số hộ được sử dụng điện lưới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Không còn cảnh phải chịu tối tăm mù mịt như trước đây. Hệ thống trường lớp học cũng được phủ kín đến tận các buôn làng và được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong độ tuổi từ mầm non đến bậc trung học cơ sở. Tất cả thể hiện sự đồng lòng nhất trí của người dân địa phương. Cái được lớn nhất ấy là nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số và đời sống nhân dân được ổn định, hộ nghèo giảm rõ rệt. Cơ sở điện đường trường học thì đã được đầu tư một cách cơ bản. Đóng góp cho thành công đó có sự hỗ trợ không nhỏ của lực lượng biên phòng tại địa phương. Trong quá trình xã Ia Dơm triển khai chủ trương xây dựng nông thôn mới, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bộ mặt nông thôn biên giới phát triển bền vững, nhiều khi còn cầm tay chỉ việc cho bà con. Cái đầu tiên là nói đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu thế nào là nông thôn mới. Thứ hai là bằng những cái việc làm cụ thể để đóng góp cùng với địa phương để xây dựng cái kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, đặc biệt trong xây dựng xóa nhà tạm, nhà rột nát cho bà con ở khu vực biên giới và hướng dẫn nhân dân phát triển vật nuôi, cây trồng trong đó. Và bộ đội biên phòng, ngoài những cái công việc tuyên truyền ra, bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương đã giúp đỡ nhân dân hàng trăm ngày công, trong đó xây dựng nhà ở, nhà tạm, nhà rột nát và những cái công trình dân sinh của địa phương. Hơn ai hết, người dân Ia Dơm rất đổi tự hào và niềm tin, niềm vui được nhân lên gấp bội. Bà con đang tập trung phát triển sản xuất, từng bước khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, mang lại nguồn lợi lớn cho gia đình và xã hội. Đời sống của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, hộ nghèo giảm mạnh hàng năm. Từ chỗ năm 2011, toàn xã còn đến gần 22% hộ nghèo và nay giảm xuống còn 5,75%. Mức thu nhập hàng năm của người dân trên địa bàn tăng nhanh, từ chỗ chỉ có mức thu đạt khoảng 7 triệu đồng một người một năm, nay đã tăng lên hơn 23 triệu đồng một người một năm. Sự khởi sắc này có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu cho những chuyển mình mạnh mẽ của Ia Dơm trong tương lai.